Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại MV của mình. Hôm nay mình sẽ tô những con cá ở dưới biển nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ tô con cá mập thì mình sẽ tô màu xanh ra trời. Con cá mập là một loại cá rất là ghê gớm các bạn. Nó có thể ăn thịt người và bất cứ con gì ở dưới biển. Mình sẽ tô đậm con cá lên. Thì con cá mập này rất là hung ác. Mình chưa bao giờ nhìn thấy cá mập cả, chỉ thấy những con cá bình thường. Mình chỉ nhìn cá mập ở trong phim. Mình đi tô răng của nó, răng của nó mình sẽ tô những cái miếng lớp. Mình đã tô hơn con cá mập rồi này. Bây giờ mình sẽ tô con cá chê. Cá chê thì nó có màu hơi vàng vàng. Mình sẽ tự đọc một cái chi. Bây giờ mình sẽ tô con đĩa. Con đĩa là con bám rất chắc, nó sẽ hút máu người. Mình sẽ tô con đĩa màu nâu. Mình rất ghét là con đĩa nên chúng ta mình khi chúng ta đi đâu ra ruộng chúng ta phải đi ủ vào. Mình đã tô xong con đĩa rồi, bây giờ mình sẽ tô con cá bình thường. Con cá bình thường mình sẽ dùng vàng. Và con này cũng màu vàng con cá. Và con này có cái mùi rất rõ nhưng mà mình không rõ là con cá gì. Cá nhờ cái ống ấy, cái mùi nó như là một cái ống. Như một con cá như một cái uống nước ấy. Con cá như cái uống nước này. Mình chưa nhìn thấy con cá nào trên trời, trên đời và cả trong tivi. Tô xong con cá ống này này, bây giờ mình sẽ tô con cá kiếm. Cá kiếm mình nhớ là có màu vàng, mình tô có màu vàng vậy. Mình thích nhất là loại cá có màu vàng. Bây giờ mình sẽ tô con cá, mình sẽ tô bằng con cá màu xanh. Mình đã tô xong con cá màu xanh, bây giờ mình sẽ tô con cá gì đây mình không rõ, như con cá đấy nhiều cái vằn vằn. Con cá này vằn vằn mình sẽ tô nó màu xanh lá cây.
và làm như rong biển, nhưng mà không rong biển tí nào. Mẹ tôi không con nhìn giống như rong biển. Mẹ tôi con cái này, mình sẽ cho con cái đấy bằng màu kem. Con cá này mình nhìn thấy thôi nhưng mình không rõ là con cá gì. Con cá này râu nó dài như cái sợi tóc. Bây giờ mình sẽ tô con cá chép. Cá chép mình sẽ màu đen đen. Đầu tiên mình sẽ màu đen, màu sáng. Mình sẽ tương màu đen và chọn màu trắng các bạn nhé. Mình đã tô xong con cá chép. Bây giờ mình sẽ tô con cá. Mình sẽ tô con cá đuôi dài. Mình đã tô xong con cá đuôi dài. Bây giờ mình lại tô con cá đuối. Cá đuối nó màu cam. Bây giờ mình sẽ tô con cá mực màu da. Bây giờ mình sẽ tô lại con cá đuôi dài. Mình đã tô xong tất cả các bạn cá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.